được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, với hành vi làm giả hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe cho công nhân, nhiều chủ cơ sở photocopy, tiệm chụp ảnh trên địa bàn thị xã Thuận An đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện xử lý. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, người dân từ các tỉnh bắt đầu quay trở lại Bình Dương đi làm. Lợi dụng việc nhiều công nhân đến chụp hình để làm hồ sơ đi xin việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn, các chủ tiệm chụp hình photocopy đã tiếp cận và mồi chài công nhân làm trọn gói hồ sơ giả. Sau thời gian theo dõi, ngày 19 tháng 2, Công an thị xã Thuận An kiểm tra đột xuất cơ sở photocopy chụp hình tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An do Loan Thị Hằng, sinh năm 1984, trú tại Gia Lai làm chủ. Tại đây, Công an phát hiện 12 bộ hồ sơ xin việc nghi vấn làm giả. Mỗi bộ hồ sơ gồm có sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, giấy chứng nhận hành kiểm, phiếu khám sức khỏe đều đóng sẵn con dấu đỏ của các cơ quan chức năng. Khách nào có nhu cầu muốn làm á, lại hỏi là mình trả lời có thì người ta kêu người ta đưa chứng minh hộ khẩu với hình, xong rồi mình photo ra, rồi có cái mộc ở trên mạng rồi về Photoshop chỉnh sửa rồi in màu ra. Trước đó một ngày, Công an thị xã Thuận An phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hai tiệm chụp hình khác ở khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao do Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1988, Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1985 và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1980, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa làm chủ, cũng phát hiện hàng chục bộ hồ sơ giả như trên. Khi mà khách hàng tới thì tôi nhận một bộ là 100 ngàn, còn làm là tôi ken bằng máy ken ra, xong rồi tôi xử lý bằng Photoshop, tôi in bằng máy in phun màu Epson ra để đóng mọc lên mấy dấu trong hồ sơ. Rồi từ cái đâu mà anh biết mà cái cách làm như vậy để mà kiếm tiền từ những người công nhân đó? Tại ngày trước tôi suy nghĩ là tôi làm, người ta mang cái hộ khẩu mới chứng minh tôi có con chứng mực đỏ đấy tới, xong rồi tôi ken tôi làm, tôi chỉnh sửa tôi làm. Sau khi nhận hồ sơ, một số đối tượng lên mạng tải các con dấu cơ quan chức năng về, rồi scan và in chồng màu lên hồ sơ. Với các thủ thuật và in ấn làm giả hồ sơ tinh vi kiểu này, các công ty tuyển dụng rất khó phát hiện. Chỉ cần bỏ ra từ 70.000 đồng đến 120.000 đồng là người lao động sẽ có ngay một bộ hồ sơ xin việc như ý với đầy đủ chữ ký, con dấu giả của các cơ quan nhà nước. Anh chị em công nhân, tốt nhất là chúng ta hãy đến cơ quan nhà nước để làm những bộ hồ sơ xin việc. Vì khi chúng ta sử dụng những bộ hồ sơ đó thì chúng ta có thể vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì chúng ta cũng tiếp tay cho các đối tượng là phạm tội thì gây khó khăn cho quản lý an ninh trật tự của địa phương cũng như của toàn bộ cái hoạt động của doanh nghiệp ở địa phương. Thực tế trên diễn ra một phần là do sự thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp dịp sau Tết, một phần là do người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Việc làm giả hồ sơ xin việc như vậy sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi chính đáng của người lao động, như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để tránh những hậu quả khó lường, người lao động không nên nghe theo các đối tượng xấu để làm giả hồ sơ. Đồng thời, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động cũng cần xem xét kỹ hồ sơ xin việc, không nên vì thiếu lao động mà nhận bừa để xảy ra sự việc đáng tiếc.